Nếu Vũ Linh ngồi tựa thành cầu như Thương Tín, và nếu Vũ Linh nằm viện dưỡng lão như Mạc Can, thì liệu có 3.900.000 bà con như hiện nay hay không? Kéo theo cuộc chiến truyền thông tranh giành tài sản gây xôn xao dư luận, tạo thành một cuộc chiến mang tính giả tạo. Bằng cư đáo thị vô nhân vấn, phú quý sơn lâm ủ khách tầm. Nếu chúng ta nghèo, chúng ta có ở giữa phú thị, chẳng ai tìm chúng ta đâu. Còn nếu chúng ta giàu, chúng ta phú quý giàu sang, nhiều khi người ta chẳng cần chúng ta cho tiền cho bạc gì đâu, nhưng chỉ cần gần gũi thân mật như thế cũng đã thơm lây rồi, phải không? Cậu Năm, tất cả mọi người đều hân ái với nghệ sĩ Vũ Linh. Rồi bà con mọc lên như nấm mùa mưa. Ông khi ông Thương Tín sờ sờ ra đó, ông Mạc Can đó, có ai nhìn đến đâu. Chẳng qua gọi là bị tiền thôi các anh chị à. Kể từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, nói nhân nghĩa yêu kính cậu Năm thì chỉ là xạo thôi. Chủ yếu là của nã cậu Năm để lại. Nhưng chuyện nhà nghệ sĩ Vũ Linh thôi thì kệ họ, rốt cuộc vẫn là chuyện riêng, vẫn là chuyện tranh chấp tài sản để lại, phải không? Còn vụ kiện tụng liên quan đến nhiều bên cũng hết sức bình thường, mà thò đã thụ lý rồi. Chúng ta chẳng có căn dự gì để phải bên vực bên này hoặc bên kia, nhìn vào như một trò vui mà thôi. Có chút xót xa cho nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng dầu sao xót xa đó thôi, còn đỡ hơn là Thương Tín với Mạc Can và rất nhiều thân phận nghệ sĩ về già hết thời mà nghèo khát, đau lắm các anh chị ạ. À, bài học Nguyễn Phú Ngang, Đặng Thị Hàn Ni vẫn còn đó. Toàn chuyện thiên hạ tóc vái đầm lên chửi nhau rồi nắm tay vào tù. Tôi cảnh báo với các anh chị, chuyện Hồng Loan Hồng Phượng cũng sẽ thế thôi. Người ta chẳng việc gì, người ta chia tiền chia nhà chia đất nhau, còn chúng ta bên này bên kia chửi nhau rồi bị lập vi bằng rồi vô tù như chơi. Cho các anh chị biết rằng điều 331 hiện giờ là dễ đi chuyến tàu trần kiến nhất. Nếu cần rút kinh nghiệm thì đó là chuyện của chính chúng ta, mà chúng ta thương con, chúng ta có nhiều con hoặc một con, chúng ta thương một đứa nào đó nhất bao giờ cũng vậy. Nhưng chắc gì nó đã thương chúng ta, và nếu nó không thương chúng ta thì chúng ta cũng đừng thất vọng. Còn nếu chúng ta muốn cho đứa nào cái gì, cho con trai trưởng, con trai thứ, anh hai, anh ba, rồi cô Út, rồi em của chúng ta, chị của chúng ta, anh chúng ta hay bà con chúng ta, muốn cho cái gì thì đừng nhân lúc cao hứng thấy thương nó quá rồi hứa cho, rồi nhậu vô xỉn xứ cho. Muốn cho thì lập di chúc ngay lập tức, lập vi bằng di chúc rồi đem ra công chứng hợp pháp. Nếu không mà chúng ta nói đó rồi chúng ta quên đó, hoặc chúng ta thực hiện không được, đến khi chúng ta mất đi thì gia đình xào xáo rồi, con cháu nó oán hận chúng ta thêm mà thôi. Ông nghệ sĩ Vũ Linh, tôi qua nghệ sĩ Minh Vương và một số người khác có nhiều lần cũng ngồi chén thù chén tạc với nghệ sĩ Vũ Linh, và ông Hắc rất thích, người ta nói là gì, là nói lối nhân nghĩa như thiên kim mà tiền tài như ông cố tổ. Nguyên gốc trong cải lương là tuần cổ là nhân nghĩa như thiên kim, tiền tài như phấn thổ, có nghĩa là nhân nghĩa mới quý, còn tiền bạc thì giống như phấn thổ mà thôi. Phấn thổ chúng ta ở dưới nhà quê chúng ta thấy đất đen, trời mưa thì nó nổi mốc lên trắng, gọi là phấn thổ đấy. Tức là tiền bạc thì cũng như bụi cát mà thôi. Nhưng đó là ông bà xưa, còn bây giờ ông Vũ Linh ngộ rồi. Nhân nghĩa như thiên kim mà tiền tài như ông cố tổ. Ở đây câu chuyện là gì? Đó là giành giật tài sản. Chẳng có chuyện tình nghĩa gì ở đây hết cả anh chị à. Ngay cả trong gia đình chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng nói gia đình ông Vũ Linh hay gia đình ai, gia đình chúng ta nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy thì cũng như vậy thôi. Thôi chúng ta đứng nhìn như là xem một vở nhân tình thế thái ở nhà người ta, rồi có khi nó lại vận vào nhà chúng ta. Chứ còn nhảy vào bên Hồng Loan, bên Hồng Phượng hay bên cô Sáu vậy đó, có ngày chúng ta ăn 331 làm khổ vợ con, khổ đời chính chúng ta mà thôi. Xin cảm ơn các anh chị.